Trước khi vào video thì tôi có cái này muốn nói với mọi người, là video của tôi thì có đến 99,1% người xem là chưa đăng ký. Chỉ có 0,9% người xem là đã đăng ký rồi. Thế nên là mong mọi người bỏ ra một chút thời gian để đăng ký kênh, ủng hộ tôi nhá. Không vòng vo nữa, chơi game nào. Hiện tại đang là buổi đêm, cũng muộn rồi, tôi muốn đi ngủ. Nhưng mà cái tivi của tôi nó cứ bật lên, không hiểu sao. Tôi muốn tắt cái tivi để đi ngủ mà không tìm thấy cái điều khiển ở đâu cả. Bây giờ đang tìm cái điều khiển đấy, không biết là điều khiển để ở đâu đấy. Ở đây, ngon. Cuối cùng thì cũng có thể tắt được cái tivi. Ok. Mình đã kiểm tra tất cả mọi thứ xong rồi, đi về giường ngủ thôi. Yo, tự nhiên bật lên là sao? Dở heo. Có vẻ như tivi đã gặp trục trặc. Mình sẽ gọi phòng quản lý vào ngày mai, gọi để sửa tivi. Sao lại lấy điều khiển chậm như này? Kiểu hình như là sắp có gì đó xảy ra. Chắc vậy. Đủ. Tay ai đây? Trắng thế. Trắng hơn tay tôi luôn. Vừa trắng mà lại còn vừa hồng nhá. Tóc dài mượt phết chứ đùa. Môi hồng, mặt cũng xinh ấy chứ. Mỗi tội là mắt hơi thâm nhé. Làm gì đây? Định tát tôi à? Hay là bóp cổ tôi? Bóp nát quả cam à? Hả? The fuck? Thanh niên này mẹ cho ma bánh á? Người đàn ông tâm lý à? Thấy chắc là nghĩ là ma lâu ngày chưa ăn nên là cho ma bánh à? Cũng hay ấy nhỉ. Nó làm gì đây? Vãi, lấy luôn. Te le biến mất luôn. Đùa. Vãi, lần đầu tiên thấy trường hợp là ma ăn bánh. Vãi thật. Đùa.